cứ đi đi nhá. Đến chỗ nào đẹp thì dừng lại làm mấy kiểu ảnh nha. Rồi bà cứ yên tâm. Ừ, chụp ở đây làm gì, đến nơi rồi cũng chụp. Bà này buồn cười nhỉ, đã đi chơi thì phải nhận nhớ, thế đến chỗ nào đẹp thì chưa dừng lại chụp ảnh, mà không mệt thì nghỉ, có gì đâu mà. Rồi bà, chắc là muốn đi nhanh để đến gặp ông Tùng đấy mà. Bà cứ hay đùa thế, đến tai người khác mất hay rồi. Thôi được rồi, bà thích chụp thì bảo cháu lái xe nó dừng cho bà chụp, được chưa? Dừng. Từ đẹp từ. Quá dừng hả? Cả mình nhưng mà đẹp dừng, quá dừng dừng thôi. Ôi giời ơi, điên quá cơ. Anh tạo dáng chụp ảnh ăn được chưa? Quên quên, bà vào đây, vào đây chụp cho hai bà cái đã nào. Nào đấy, ngồi vào đây bà. Ôi giời, nào ngồi im nhá, ngồi yên. Ngồi đi, ngồi xuống nào. Tôi đứng được không? Ngồi muốn ngồi muốn đứng tùy. Nào, nhiều kiểu. Chán. Nào. Sao? Xấu quá, tạo dáng đi. Đầu gối nó lại biểu tình à bà? Có đau lắm không? Tôi suốt ngày ngồi bán hàng chứ có được đi chơi nhiều như các bà đâu. Cho nên là khi đầu gối giờ nó lòng ra rồi. Là biết rồi. Đấy, thôi chịu, lên à? Chịu khó lên à? Chân cẳng như thế thì đã bảo là để các cháu nó trở vào tận nơi. Thì lại cứ thích đi bộ từ đầu làng để ngắm cảnh cơ. Thì ông Tùng ông bảo là đi từ đầu làng vào là có 100 mét thôi. Ôi, 100 mét thì mà đi mãi từ nãy giờ chả thấy đến gì cả. Ôi, thôi chết các bà ơi. Có khi mình nhầm đường rồi. Không. Nhầm đường rồi. Không nhầm đâu. Cứ đi đi. Con nhà tôi nó bảo là cứ đưa cái định vị lên trên mạng ấy. Rồi thì nó chỉ cho đến tận nơi. Thế nhưng mà nó cứ mạng nước nhức đầu quá. Tôi quên đi mất, tôi không bảo các bà đấy. Trong sắp tới ông bảo về quê là không có mạng. Nhưng mà địa chỉ thì ông đưa đúng ở đây rồi. Thế là cố lên bà. Sắp tới chắc rồi. Chắc ở đây đấy. Bà Trúc nói là phải đúng. Vâng. Có nhẽ đây rồi các bạn. Anh ông Tùng kìa. Ông Tùng ơi. Các bà đấy hả? Đây tôi đây tôi đón các bà đây. Đây. Đón đây. Trời ơi. May quá, tưởng mong là, quá. Tưởng là ông Tùng ơi, ông thấy chúng tôi tìm nhà nó giỏi không? Giỏi. Tôi hãm một ấm nước vối rất là đặc biệt để đón khách quý đây. Trời ơi, này, quý hoa quá. Mời nước vối bà. À ông? Vối thế, tươi lắm. Thế có cái con gì không? À bia hả? Đây để tôi đi lấy. Tôi cảm ơn ông. Tôi hỏi thôi chứ. Uống cái này nó bổ lắm, tốt cho tim đấy. Ông ăn cốm đi. Cốm của cái Linh nó mua ở cái hàng quen ngon lắm. À? Nó bảo biếu chú Tùng. Ừ. Còn chuối là bà Cúc. Ô mai này lúc nào mà ông ho đem ra mà ngậm nhá. Cảm ơn các bà, cảm ơn. Hôm nay được gặp các bà lại ngửi hương cốm như thế này, nhớ Hà Nội lắm. Thực ra thì ở đây thì không khí rất là tốt. Sáng dậy rất thoải mái, sảng khoái, chứ không cảm thấy mệt mỏi như mình sống ở Hà Nội. Nhưng rõ ràng là ở Hà Nội, thời gian mình sống đủ lâu để đến khi xa nó là cũng thấy nhớ. Cho dù xấu hay là tốt thì nó cũng là kỷ niệm, có đúng không các bà? Vâng. Nào các bà uống đi. Một nhà thơ mời nào ông đã nói. Ê. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Đó là thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Đúng rồi. À thế cái ông Viên nhá. Đúng. Cái ông Viên nhà thơ làm sao hay nhỉ. Nhưng mà đúng là ở cái tuổi này của mình rồi, hoàn cảnh mình như thế này, mình ngẫm lại thấy câu thơ đó đúng lắm, đúng lắm. Nên gặp tất cả các bà ở đây thì tôi muốn nói về cái chuyến du lịch của mình ấy. Như thế này nhé, ở đó thì sẽ có tắm khoáng này, rồi trải nghiệm tất cả những các cái bộ môn văn hóa truyền thống của địa phương này. Bà Cúc bà ấy chuẩn bị 4-5 bộ váy áo để chụp ảnh sống ảo đấy. Này, bà thì không đấy. Này, hôm qua
đi làm cái tóc thì để đi chụp ảnh cho nó đẹp. Đấy, thì đã làm được gì đâu chứ lại. Chúng mình là vẫn trẻ trung như xưa mà có gì đâu. À, sau đây thì tôi sẽ đưa các bà đến ngay cái khu du lịch nó ở gần đấy thôi để các bà ngắm nhá. Nhá. Ok. Xem trước xem thế nào. Uống nước cái gì đi.